Được Phi đóng phim cùng đấu nhà Thanh, tạo hình đẹp thế nào mà áp đảo Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Tạo hình nhà Thanh của Lưu Diệc Phi khiến dân tình mê mệt vì quá đẹp. Lưu Diệc Phi được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc cực phẩm của showbiz. Không những vậy, thần tiên tỷ tỷ còn sở hữu khí chất cực hợp với dòng phim cổ trang. Mới đây nhất, sự trở lại mảng phim truyền hình với Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi đã gặt hái thành công vang dội. Khán giả vẫn luôn mong muốn được thấy thần tiên tỷ tỷ tham gia vào các dự án cổ trang khác. Mới đây, trên mạng lan truyền một bộ ảnh cổ trang mới của Lưu Diệc Phi. Lần này thần tiên tỷ tỷ diện trang phục thời nhà Thanh, nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, khí chất thanh lãnh cao quý của cô nàng nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng. Dù chỉ là hình ảnh được ghép bằng AI, thế nhưng có ý kiến bày tỏ Lưu Diệc Phi nên sớm đóng một bộ phim thời nhà Thanh. Ngay lập tức, có người đã đem tạo hình thời nhà Thanh của Lưu Diệc Phi ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trước đó. Triệu Lệ Dĩnh từng gây ấn tượng mạnh với vai tình nghi Cách Cách trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Trong khi đó, Dương Mịch lại bạo lớn nhờ vai Lạc Tình Xuyên ở Cung Tỏa Tân Ngọc. Tạo hình nhà Thanh của hai nàng tiểu khoa 85 này khi đó đều rất đẹp. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến bày tỏ Lưu Diệc Phi dù là ảnh ghép nhưng cũng rất hợp tạo hình nhà Thanh. Thậm chí thần tiên tỷ tỷ còn có phần hình hơn so với hai đồng nghiệp cùng lứa của mình. Nhan sắc và khí chất của Lưu Diệc Phi chắc chắn sẽ cực kỳ bùng nổ nếu tham gia vào một dự án phim nhà Thanh. Trong năm 2024 tới đây, Lưu Diệc Phi sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng đóng cùng Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Bành Quán Anh. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!